Kính chào bà con và các bạn, mời bà con và các bạn cùng theo dõi chuyên mục chuyện nhà nông của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Bà con và các bạn thân mến, vừa qua tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk, công ty Bayer Việt Nam đã tổ chức hội thảo ra mắt dự án Bayer Agri Academy, một sáng kiến mới và quan trọng nhằm phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng của thị trường. Việt Nam đã công bố kế hoạch cà phê bền vững Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Bên cạnh mục tiêu đạt doanh thu xuất khẩu từ 3,8 đến 4,2 tỷ đô la Mỹ, còn có các mục tiêu quan trọng về đảm bảo môi trường, vân vân. Ngoài ra, nước ta cũng đang đối mặt với thách thức để tái canh cà phê thành công. Điều này sẽ tác động không nhỏ đến sự phát triển bền vững của ngành cà phê Việt Nam thì chúng ta cũng biết là có rất nhiều cái kênh để chúng ta truyền tải kiến thức cho người dân tuy nhiên là trong cái bối cảnh sản xuất nhỏ cũng như là cái điều kiện trong giai đoạn hiện nay là cái giá nông sản nó còn thấp người nông dân cũng không mặn mà tiếp thu công nghệ hai nữa là cái đối tượng mà chúng đang gặp khó khăn trong quản lý dịch hại hiện nay chính là những hộ nông dân nghèo thì việc tiếp cận để đưa cái công nghệ vào một cách thông minh thông qua các cái mô hình trình diễn cũng như là các cái kiến thức nhanh gọn nhất hoặc cái tài liệu dễ hiểu cho nông dân là một cái việc là rất là thông khó rất là tốt để người nông dân có thể dễ dàng tiếp cận kiến thức và vì vậy cho nên những cái cách tiếp cận hôm nay BEA đã nêu ra trong cái hội thảo này là những cái cách tiếp cận đáng rất đáng để tất cả các cái đơn vị cá nhân tổ, tổ chức khác chúng ta có thể là cùng nhau nỗ lực vươn tới để có thể giúp người nông dân tốt nhất Bayer Agri Academy là chương trình đào tạo nhằm cung cấp cho nông dân kiến thức khoa học và kỹ năng sản xuất cây trồng an toàn, bền vững, có lợi nhuận và được chấp nhận trên toàn cầu. Dự án này không chỉ cung cấp các giải pháp tiên tiến bao gồm giải pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật qua hệ thống tưới nhỏ giọt Trip Protection, mà còn giúp nông dân khả năng liên kết thị trường thông qua sáng kiến Better Life Famine để phát triển các mô hình kinh doanh bền vững và có thể mở rộng theo hướng có lợi cho nông hộ nhỏ trồng cà phê. Drip protection là giải pháp sáng tạo đưa thuốc vào đúng nơi đối tượng gây hại, cũng như cung cấp phân bón cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Đặc biệt, Drip protection là giải pháp ưu việt cho tái canh cà phê. Đây là mô hình thử nghiệm thuốc bảo vệ thực vật qua hệ thống tưới nước nhỏ giọt cho cà phê tái canh ở hồ Ông Trần Văn Nhiên, huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Sau 12 tháng, 250 cây cà phê tái canh của vườn ông Nhiên đạt tỷ lệ sống và sinh trưởng tốt 100% Trăng cái đống vườn cò này là rất là đều không có một cái, cái cây nào mà chết chát cả vậy. từ khi trồng biết bây giờ luôn nhờ cái, cái hệ thống thuốc bổ về thực vật với đường đường tư nước gió giọt này á là nó mon lợi cho người nông dân là nó khỏe lắm Chủng tứ bình thường rồi đưa thuốc vô dẫn đi trực tiếp luôn trời mưa vẫn vẫn chăm thuốc vẫn được đây là một trong những cái tiên phong mở ra một sự thành công mới và chúng tôi cho rằng cái học viện nông dân này là điều không không có gì mà phải phàn nàn hay là chúng ta phải trở ngại tuy nhiên nếu như các bên liên quan những người từ nông nghiệp những nhà khoa học những nhà quản lý những người nông dân chúng ta thực sự và bước vào cái môi trường này, cái môi trường đào tạo, tạo này một cách hết sức cởi mở thì cái tốc độ thành công nó còn nhanh hơn nữa. Các giải pháp sáng tạo của bà giờ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp hiện đại và bền vững tại Việt Nam. Đây cũng là hành trình dài hạn của công ty trong 25 năm qua nhằm tạo mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa chính phủ, nông dân và khu vực tư nhân. Từ đó giúp tăng năng suất, tiết kiệm chi phí lao động, nâng cao chất lượng và lợi nhuận so với các biện pháp canh tác thông thường. Thưa bà con và các bạn, trồng và kinh doanh phong lan rừng đã và đang được rất nhiều người dân quan tâm. Ban đầu nhiều nông dân chỉ xem đây là nghề tay trái bên cạnh những vườn cây trồng chủ lực cần chăm sóc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc nhân giống và kinh doanh phong lan rừng đang mang lại nguồn kinh tế ổn định cho bà con nông dân lâm đồng. Nhà nông Đặng Văn Oanh ở thôn Đàm Bao, xã Đà Đờn, huyện Lâm Hà, bắt đầu nổi tiếng 2 năm trở lại đây với nghề tay trái, nhưng lại là nguồn thu nhập chính của gia đình trong những năm gần đây nghề trồng phong lan rừng. Hơn 10 năm trước, với niềm đam mê lan rừng, anh đã dày công sưu tập và chăm bón nhiều chủng loại lan khác nhau. Lúc đó chỉ là sưu tập để chơi. Dần dà, khi nhu cầu cộng đồng ngày càng tăng, anh đã tạo nên khu vườn rộng gần 1.000m2 chuyên trồng và nhân giống phong lan. Hiện nay, trong khu vườn lan của anh Đặng Văn Oanh đã có 4 dàn với hơn 6.000 giò lan, khoảng 300 loài. Tổng giá trị vườn lan lên đến từ 4 đến 5 tỷ đồng trong đó có những giống lan rừng quý hiếm như lan hồng mỹ nhân với giá lên đến 80 triệu đồng một giò. Giả hạt trắng di linh trị giá lên đến 50 triệu đồng một giò. Lan anh trồng thường có giá dao động từ 3 đến 5 triệu đồng một giò. Giá một giò lan rừng phụ thuộc vào độ quý hiếm và vẻ đẹp của loài hoa này. Anh còn bán cả những cây con chiếc tách được nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Làm cái này cũng thấy nó hiệu quả cũng được. Lan rừng này Bây giờ bữa này thì người ta đa số lại chơi lan rừng nhiều mình lại thấy làm được thì mình lại mở mở rộng ra, mở rộng diện tích ra để làm. Để có những giò lan đẹp ưng ý, chăm sóc và nhân giống được những loài quý hiếm, anh đã phải tìm hiểu cặn kẽ đặc tính của loài thì mới có thể thuần dưỡng và trồng cây phát triển tốt. Hoa lan được nuôi dưỡng và chăm sóc thông qua nhà lưới, hệ thống phun sương giống hầu như hoàn toàn với điều kiện trong rừng. Mỗi loại cây lan đều có điều kiện chăm sóc khác nhau, nên ảnh chia ra theo vùng, mỗi vùng sẽ có độ ẩm và nhiệt độ khác nhau để phù hợp với điều kiện sống của chúng. Biết thì nó đơn giản thôi nhưng mà không mình hiểu về cây lan này mình chăm sóc của nó thì nó cũng dễ thôi. Thì chưa biết thì cứ để nắng để nó nhiều nước quá thì nó lại sinh ra nhiều bệnh. Mà để khô quá thì cây lan nó lại còi nó không phát triển được. Thì bây giờ mình cứ tìm hiểu về cái sức sống của nó làm sao thì mình cứ áp dụng vào là mình lợi người là mình làm chăm sóc thì nó cũng đơn giản thôi đâu có khó hết. mình cứ đến mùa về, về lúc nó đang phát triển cây con ấy, thì mình cứ phải để phải để ý để ý cái bệnh tật của nó thì bệnh nào thì mình mua thuốc mình phun đúng thuốc thì nó cũng khỏi mà không mình chưa biết bệnh nó thì mình không biết phun thuốc nào thì thì nó cũng cũng hay sinh ra chết cây cây nhiều, mình biết làm thì nó cũng dễ Mô hình thuần dưỡng lan rừng của anh Đặng Văn Oanh là một mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao có hiệu quả kinh tế, là hướng đi mới mà nhiều nông dân trong vùng cũng đã học hỏi và phát triển. Thì hiện nay các mô hình nuôi lan thì hiện nay bây giờ là có, trên địa bàn là có ba cái mô hình. Đấy. Và có một hộ gia đình ở ở trên thôn Đà Ti là cũng đang cũng nuôi lan rừng này và các loại lan thì cũng đang tiếp tục nhân rộng và thôn đan b cũng có một hộ cũng đang uh, nhân cái mô hình nuôi lan này uh, cái cho rằng cái mô hình nuôi lan này thì cái tạo công an việc làm nhàn rỗi của bà con nhân dân lúc mà nhàn rỗi thì tập uh, trung làm lan làm nước kia Đấy, rồi cũng là một trong những cái thu nhập chính của, của các hộ dân này tạo điều kiện cho công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương Trồng lan theo anh chỉ chiếm một khoảng thời gian nhỏ, còn lại anh vẫn canh tác hơn 1,5 hecta cà phê. Gọi là nghề tay trái, nhưng mỗi năm vườn phong lan này mang về cho gia đình anh khoảng thu nhập vài trăm triệu đồng. Không chỉ phát triển kênh bán hàng truyền thống, anh còn có kênh bán online trên mạng xã hội và được nhiều người tin tưởng. Hiện nay, vườn lan của anh Oanh là địa chỉ quen thuộc trên mạng xã hội của những người yêu, chơi lan và muốn tìm mua lan rừng. Bà con và các bạn thân mến, để cây thanh long phát triển bền vững cho năng suất cao, chất lượng trái tốt, nhà vườn cần phải nắm vững cách bón phân phù hợp với từng thời kỳ phát triển của cây. Tiến sĩ Nguyễn Trịnh Nhất Hằng, trưởng bộ môn kỹ thuật canh tác, Viện cây ăn quả miền Nam, chia sẻ một số kinh nghiệm bón phân cho cây thanh long như sau. Nhà vườn bón cân đối đạm lân kali kết hợp với hữu cơ và bổ sung thêm một số nguyên tố như canxi, magie, bò thì cây sẽ cho trái có độ ngọt cao, màu sắc đẹp, vỏ và thịt trái chắc, trái ít bị hư thối sau khi thu hoạch hoặc khi vận chuyển. Sau khi kết thúc vụ thu hoạch trái, nhà vườn tiến hành tỉ bỏ cành mang trái, cành sâu bệnh, cành bên trong tán của cây, kết hợp bón phân để giúp cây phục hồi và bổ sung các chất cho đất mà cây đã lấy đi. Cây cũng cần tích lũy dưỡng chất để cung cấp cho vụ kế tiếp. Trong giai đoạn này, cần bón phân hữu cơ với tỷ lệ đạm nhiều, có thể bón thêm phần lần bón NPK theo tỷ lệ 2 1 5 1. Ở giai đoạn trước khi thành long ra hoa hay còn gọi là phân hóa mầm hoa, giảm lượng đạm, tăng cường lân và kali, bón NPK theo tỷ lệ 1 3 2. Bón phân giai đoạn này giúp cành mau trưởng thành, phân hóa mầm hoa. Trong giai đoạn này có thể cung cấp thêm canxi, bo dạng phân bón qua lá. Khi cây ở giai đoạn ra nụ, trổ hoa và nuôi trái, bón đạm và kali với liều lượng cao, bón NPK với tỷ lệ 1-1-2, đạm giúp tăng kích thước và trọng lượng quả, kali giúp quả ngọt màu sắc đẹp, cần bổ sung cho cây chất vi lượng như canxi hoặc bo. Ngoài ra, cần chú ý hệ thống rễ cây thanh long ăn nông và lan rộng, nên bón phân ở tầng đất mặt theo hình chiếu của tán cây, tưới nước sau khi bón. Đối với cây thanh long, khi bón phân có thể chia làm hai thời kỳ chính, giai đoạn kiến thiết cơ bản và giai đoạn kinh doanh. Giai đoạn kiến thiết cơ bản bắt đầu từ khi trồng đến năm thứ hai, nhà vườn chuẩn bị đất, đặt hòm. Trước khi đặt hòm, bón lót từ 10 đến 20 kg phân chuồng hoai mục. Một nửa ký súp bè lân hoặc thêm một ký vôi. Trong giai đoạn này, cây cần nhiều đàm để phát triển thân cành, nhiều lân để phát triển bộ rễ và phát triển chồi Cây cần kali để cứng cáp và chống chọi sâu bệnh và một số chất trung vi lượng để cây phát triển cân đối, Giai đoạn này, nhà vườn nên chia lượng phân bón ra làm nhiều lần, nhiều phần nhỏ để giúp cây hấp thụ tốt, giảm thất thoát. Trong năm đầu tiên, hoặc bón phân định kỳ 15 đến 30 trên một lần với 200 g NVK, hoặc sử dụng 16 16 8 hoặc 20 20 15 kết hợp với 200 g ure. Khi cây leo đến đỉnh trụ, bón lân giúp rễ phát triển tốt, bón thêm phần bón qua lá chứa các chất trung vi lượng để giúp cây phát triển nhanh, bẻ to, khỏe xanh. Giai đoạn kinh doanh, khi cây mang trái ổn định, tính từ năm thứ ba trở đi, bón kali nhằm tăng độ ngọt và thịt trái chắc hơn. Lượng phân bón trung bình của mỗi trụ như sau. Phân chuồng từ 20 đến 30 kg phân chuồng hoai mục. Phân vô cơ NBK theo tỷ lệ khuyến cáo 500 g đạm, 500 g lân, 500 g kali đổi ra tương đương 2,5 kg NBK 20-20-15 cộng 200 chlorua kali có thể sử dụng phân đơn như ure, lân, clorua kali để bón cho cây tùy vào kinh tế của từng nhà vườn. Do cây thành lòng cho trái thuận thường xuyên gối đầu, nên cây luôn có vừa nụ vừa trái, nên cần chia lượng phân ra nhiều phần nhỏ để bón thì mới kịp thời cung cấp dinh dưỡng cho cây để nuôi trái. Có thể chia từ 30% đến 50% tổng lượng phân bón cho cây vào vụ thuận và vụ nghịch, vụ xử lý đèn, lượng phân còn lại chuyên một chuyện nhà nông của đài phát thanh truyền hình lâm đồng đến đây xin được khép lại cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt